bạn trẻ yêu rap chắc là không xa lạ với cái tên Wowy. Trong cộng đồng rap Việt, Wowy được ưu ái đặt cho nickname là Lão Đại, một cái tên rất được chú ý với nhiều sáng tác nổi bật trong giới underground. Nhất là khi đầu năm nay, mạng xã hội thi nhau chia sẻ clip Wowy tuyên bố nghỉ rap. Và ít ngày sau đó, rapper sinh năm 1988 này lại kêu gọi gây quỹ cộng đồng cho Love Show Live vừa diễn ra khá thành công đầu tháng 12. Đằng sau những hoạt động đó là thông điệp nhiều tâm huyết của một người trẻ xem rap là cứu cánh của cuộc đời mình. Mời các bạn cùng gặp gỡ Lão Đại Wowy. Xin chào chương trình giải trí 24 giờ của báo Tuổi Trẻ. Đây là Wowy, lớn lên tại Sài Gòn, Việt Nam. Wowy. Lão Đại. Wowy đã tới với nhạc rap vào khoảng từ năm Wowy khoảng 17-18 tuổi, lúc đó là mình còn rất là nhỏ. Nhạc rap và hip hop đã cứu cuộc đời của Wowy. Bởi vì Wowy lớn lên từ đường phố, chỗ xe hơi không có đường vô. Ở trong một khu phố ổ chuột, nó có rất là nhiều chuyện xảy ra vào ban ngày lẫn ban đêm. Có những chuyện mà mình tưởng chừng mình chỉ thấy trên báo chí, TV, phim ảnh. Nhưng mà không, nó thực sự xảy ra đối với cuộc đời của Wowy. Nếu như không có niềm yêu âm nhạc, đam mê âm nhạc và làm nhạc rap, thì có lẽ hiện thời Wowy hiện thời còn đang vất vưởng đâu đó trên đường phố và rơi vào một cái trường hợp gọi là vô định, không nghề nghiệp và không có một định hướng và không biết là mình sẽ làm gì với cái cuộc đời của mình. Những lúc bế tắc nhất, những lúc khó khăn nhất, những lúc khổ cực nhất, những lúc mà mình cảm thấy tưởng chừng như là rơi vào vô vọng, thì mình có thể giải bày với nhạc rap, mình có thể viết nên lời, viết thành nhạc, mình để vào đó cuộc đời của mình, để cho đầu óc của mình không còn bị những cái stress tâm lý nặng nề khiến cho mình có những quyết định sai. Thì cho tới hiện tại, như mọi người cũng đã thấy, Wowy sống được và sống tốt, sống khỏe, đó cũng là nhờ nhạc rap và hip hop. Có thể nói là hip hop saved my life. Sao hoa rơi khi ta buông đôi chân mềm, gió đang lay khắp muôn nơi, dòng lệ tuôn tan trên thềm. Và dự án quyên góp một đô cho Like là cũng để cho những người nghe nhạc của Wowy, là những người họ nghe rap, hip hop, họ tham gia vào để cho mọi người thấy được cái cộng đồng nghe nhạc của Wowy là một cộng đồng lớn mạnh. Người không chơi hip hop hay người chơi hip hop, họ vẫn có thể chung tay đóng góp vào một cái dự án đang phát triển, vào một con người, vào một cái gì đó mà họ đam mê, vào một cái gì đó mà họ yêu thích. Đó là thông điệp đoàn kết lại, chúng ta có thể giải quyết vấn đề. Đây là nơi Wowy. Đây là Thái. We international. So game 454. Thì Wowy muốn nhắn nhủ qua chương trình này để cho họ biết được nghệ sĩ làm nhạc rap thực sự họ đang lao động rất là nghiêm túc. Chúng tôi các rapper không hề giỡn chơi một chút xíu nào cả. Nếu như mọi người chỉ xem những rapper là những người đọc và theo một cái beat, và đó là những đứa trẻ ăn mặc không ra gì, hoặc là nó liên quan tới bạo lực, hay là nó có liên quan tới các vấn đề nhạy cảm, thì những người đó họ nên xem lại thực sự trong cái bài nhạc rap đó họ đang nói về cái vấn đề gì. Nó không phải là một bài nhạc chỉ thoáng qua với giai điệu dễ thuộc. Nó là một lời trải lòng để cho mọi người suy nghĩ về cuộc sống xung quanh họ. Qua nhạc rap chúng ta có thể nhìn thấy xã hội một cách rõ ràng hơn. Chỉ cần lắng nghe, cảm nhận, suy nghĩ. Không được đứng, không được dừng, đừng đứng lại. Đạp đôi chân không phân vân, vẫn trên sân. Ta đang chạy như tên bay, áo ta ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão, ta vẫn chạy. Vậy thôi. Đơn giản bởi vì ta không có đường nào để lùi. Quá khứ vết vấn đen không có thời gian để chùi. Buồn tủi là từng hơi mà ta hít vào bên trong mũi. Và tương lai động lực duy nhất nhắc ta không được buông xuôi. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, từ khi nào ta đã chạy từ lúc ta biết không còn ai lo cho ta nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một nửa và vì gia đình, cha mẹ, tương lai đó là một quãng đường dài. Ai sẽ
biết được đến khi nào mà tới nơi. Khó khăn chỉ là những bước đệm để cho ta tiến tới thành công một cách hoàn hảo. Câu chuyện về thông điệp sống tích cực của những bạn trẻ yêu rap cùng Wowie cũng đã khép lại giải trí 24 giờ ngày hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào lúc 17 giờ ngày mai tại địa chỉ tv.tuitrẻ.vn và tuitrẻ.vn. Mọi thông tin để góp ý cũng như cộng tác với chương trình, các bạn vui lòng gửi thư qua địa chỉ email giải trí 24h@tuitrẻ.com.vn. Chương trình do báo Tuổi Trẻ và công ty Sen Vàng phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.